anh chỉ cảm thấy ồn ào với cô đành đi theo. Là em luôn ngọt ngào nên các em gọi anh là sĩ kẹo. Chẳng cần phải chờ đến một phút khi tất cả giờ đây đã sẵn sàng. Nhưng với anh cũng chỉ cần một nút là YouTube sẽ chọn mặt gửi vàng. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì lâu lắm rồi thì tôi không có một cái trận đấu chơi đua đúng không nào ạ? Ui, vãi trưởng. Ghê gớm đấy. Thanh như này, ok luôn. Úi dồi, đồng đội công nhận là nhanh tay thật luôn mọi người ơi. Thì ngày hôm nay là mình chơi cùng với một người bạn nữa. Đấy là Tây Thành Dũng nha mọi người. Đấy, tỷ năm rồi mới chơi cùng với đồng đội nha mọi người. Bình thường là kẹo, thường đi rank solo ấy. Cơ bản là tôi thích một mình chơi hơn này. Chơi team thì toàn kiểu phải đi theo team, nên là lâu lâu thì giao lưu với mấy người bạn mà thôi. Chứ bảo là chơi rank mà ghép ngẫu nhiên chơi team ấy thì hầu như là mình không chơi. Cũng như là lâu lâu thì có giao lưu với những cái bạn fan thôi. Rồi nha anh em, nếu như mà anh em thấy những video của kẹo hay thì các bạn đừng quên đấy là cho mình một lượt like và một lượt chia sẻ nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hôm nay thì xin lỗi mọi người, đấy là kẹo không có up video thám tử Free Fire lên được. Cơ bản thì mình cũng hơi bị bận. Không phải nói ra là anh em chiều nay khổ. Chắc là hôm qua thức muộn, hôm nay chiều lại mệt. Thế là tôi ngủ mãi chiều bây giờ mới dậy này. Đấy, thế nên là chơi game nhanh nhanh làm video cho anh em. Chứ còn là suy luận theo phong cách thám tử thì nó sẽ khá là tốn thời gian, cũng như là khá là tốn calo nữa. Thôi giận với anh em xíu. Chứ còn là dạo này thì mình béo lắm rồi anh em ạ, đang thừa calo đây. Rồi nha anh em, mai sẽ tiếp tục lên video thám tử cho anh em xem nhá. Mình biết là anh em thích cái loạt series mới này của mình mà. Rồi nha, ok. Còn hôm nay thì anh em xem tạm nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi nha, ok, lượn lờ xuống phía dưới này nào. Phải nói là cái bộ trang phục siêu nhân này là một cái bộ trang phục mà mình rất là thích luôn anh em ơi. Đây đâu phải là những chiếc sừng đâu. Đây người ta gọi là cái mũ bảo hiểm mà gắn hai cái sừng siêu nhân chứ anh em. Rồi nha, ok. Let's go nào. Đây chúng ta sẽ tiến thẳng xuống phía tháp đồng hồ nha mọi người ơi. Tầm này thì số lượng người chơi trong trận đấu nó chỉ còn lại là 18 người chơi thôi. Không còn quá là nhiều. Quan trọng là kiên nhẫn thôi anh em. Cứ kiên nhẫn từ từ rồi là kiếm kill thôi, đơn giản ấy mà. Và hôm nay thì mình mang một cái combo súng rất là chuẩn luôn, XM8 và MP40. MP40 là có skin mới rồi nhưng mà kẹo thì chưa có tiền mua anh em ơi. Nên là thôi, vẫn xài cái skin cũ MP40 cơ khí. Nhưng mà đối với mình thì như thế là quá đủ rồi anh em ạ. Không cần thêm skin mới nữa. Và cũng như là XM8 quái thú tốc độ bắn cực kỳ kinh khủng thì thôi, đúng là địch nó phải khóc thét luôn anh em. Rồi nha, ok. Tình hình là phía trên kia là có ngay một cái hòm thính nhá. À mà xung quanh thì kẹo không thấy gì nữa cả. Rồi anh em cứ lên trên đã. Lên trên đã xong tính tiếp. Ui dồi, tưởng thính cơ, thì ra là một chiếc xe motor truck. Ok ok ok. Vậy mà kẹo nãy giờ kẹo cứ tưởng là có thính cơ. Ui dồi. Rồi nha, let's go. Thôi thì lên xe cũng được. Dũng ơi lên xe bạn ơi. Đấy, xe này thì anh em cán người nó cũng rất là dễ thôi. Ui, ở trên có một đứa này. Đậu xe này. Ui dồi ôi. Ui dồi. Cầm XM8 sấy phát một luôn anh em ơi. Thằng bé dựng mông keo nhưng mà không có kịp. Hình như là có thằng bạn của nó nữa ở trên thì phải. Cái này thì kẹo không chắc nữa nhá. Oh my god này. À, dựng bông keo nhưng không kịp này. Và đây anh em ơi, thằng bạn nó này. Ui dồi. Xong luôn nha. Mấy thằng rơm rơm này tính solo với team của anh hả? Solo với team của anh thì không đơn giản đâu nhá. Ui, vãi cả trưởng này. Knock rồi nha em ơi. À, trong nhà đang còn người nữa à? Để anh coi nào, để anh coi, để anh coi nào. Hình như là nó trong nhà đúng không nhở? Ờ, và ai nhở? Chơi thằng này là cũng hơi khoai nha. Anh em thấy nó chưa? Riêng kẹo thì kẹo mới bắn knock một đứa ở đây thôi. Hình như là, à, ở ngay đây luôn thì phải. Thế mà tôi tưởng trong nhà. Nào solo. Úi dồi này, mày chạy đâu? Lại tiếp tục knock rồi nhá. Ui, xong chưa, xong chưa, xong chưa. Ui, hai đứa chết chung một chỗ luôn này. Thương chưa? Quá là thương luôn anh em. Đấy, các ông nghĩ gì, các ông đòi solo với tôi á. Trời ơi, XM8 quái thú nó quá mạnh rồi, solo sao nổi. Rồi nha, ok.
Bạn nào xem video mà chưa nhấn nút like cũng như là chưa chia sẻ livestream thì các bạn nhấn nút like, các bạn chia sẻ livestream giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Giờ này ok anh em. Úi dồi. Đấy. À, có thêm bông keo này. Để kẹo lượm bông keo cái đã. Úi dồi, đổi lộn súng này. Đây, hiện tại thì mình chơi cái combo XM8 với lại MP40 thôi. Ui, nữa à? Đậu xanh này. Đùa nhau đấy à. Ui, bắn kinh thế. Bắn kinh thế. Bắn kinh thế này. Bắn kinh thế này. Ui, hai đứa luôn anh em ơi. Địch đến một cách rất lạ, dồn dập luôn nhá. Mày ngồi đây làm gì? Ngồi đây làm gì hả em ơi? Xong luôn nhá. Úi dồi, nữa à? À, ok ok ok. Như vậy là đã xong rồi nha mọi người. Thế là xong luôn, clear 2 team một lúc luôn, cực kỳ đơn giản. Đấy, và kiểu này thì sắp top 1 rồi. Cơ bản là chỉ còn lại có 6 người chơi thôi anh em ơi. Team mình thì hai thanh niên này vẫn đang còn đầy đủ rất là nhiều mũ giáp này, cũng như là trang bị súng rồi là đạn dược các kiểu. Full đồ mà anh em lo gì. Kiểu gì trả top 1. Ui, cái chỗ này hòm sắt có bom keo này nhưng mà mình lại không thấy được nhở. À, chắc là lỗi rồi. Ok, úi rồi anh em này, anh em nhìn bom keo có thấy sướng không ạ? Trời ơi, phê không. Thôi tuần này là được rồi, 10 trái bom keo rồi nên là mình cũng không lượm nữa làm gì cả. Ok, let's go nào người anh em. Tầm này là xem thằng nào ở đây nữa là xử lý luôn thôi anh em, lo gì. Ok, 7 người chết nữa hả? À đâu, 6 chứ, kẹo hơi nhầm. Team kẹo còn 2 cơ mà. Lâu lâu mình hơi nhầm. Và nhạc đã quẩy lên rồi thì tại sao mà không chơi game một cách sung lên nhỉ? Đâm thẳng xuống thính nào. Oh my god. Không có ai. Không có ai anh em ơi, một con xe gôn vô cùng xịn sò, tốc độ max speed nào. Úi dồi ôi. Có thể ai đâu, khổ quá. Đấy anh em thấy kẹo chạy một cách rất là tích cực nhá. Nhưng mà cơ bản là kiếm người nó cũng hơi khó đấy. Tầm này là anh em thủ nhà hết rồi. Tôi là tôi thấy thế. Đấy, có mấy ai chạy rông đâu mà kiếm được chúng nó. Ok, và bây giờ đây anh em ơi, chuẩn bị nào. Thính này thì vẫn không có thanh niên nào lượm này. Rồi nên là chúng ta lại phải quay lại khu vực cổng trời thôi. Đây, bo đang bắt đầu thu lại này. Ui, hai đứa tiếp theo nhá. Chuẩn bị lên nào. Ui, cái đậu xanh này. Gã dao gã chảo này, tông một đứa rồi nhá. Oh my god, nữa hả? Ui dồi ôi, tuổi gì em ơi. Vẫn đang còn sống cả. Tôi tưởng là sau pha tông đấy là nó đai rồi cơ. À, vẫn sống cả, hay lắm em ơi. Yes, ok, tuyệt vời. X18 sấy quá nhanh và quá mượt luôn. Công nhận là ngon cực kỳ luôn anh em ơi. Đó, lên xe nào người anh em và chúng ta let's go nhá. Rồi nha anh em, chiến thắng đang đến rất là gần rồi. Anh em nhấn like, anh em chia sẻ livestream. À đâu, anh em chia sẻ video mạnh tay lên luôn nào. Đấy, chơi game làm clip mà cứ bảo là livestream thì thôi. Lâu lâu các bạn là tôi già rồi, hơi lún lẫn tí anh em thông cảm. Ok. Vãi thế. Thế là mấy ông trốn đâu rồi? Ủa, không thấy luôn này. Vãi quá nhở. Rồi nha, ok, còn lại có 4 nữa thôi. À, hình như là phía này có người thì phải này. Rồi nha, ở bên này á, từ bên kia. Đậu xe này hay lắm này, ok. Lên xe bạn ơi. Tầm này là chạy qua vả thẳng nó luôn anh em ơi, lo gì nhỉ. Ui, solo có vẻ căng đấy. À, đây rồi. Rồi nha bạn ơi, úi rồi hai đứa này. Một đứa này, nóc này, thằng nào nữa. Đứng lại em ơi. Úi rồi mày chạy này. Chạy nổi không em? Yes, luôn, ngon lành. Và đây anh em ơi, úi rồi lại có thêm bông keo nhá. Lại có thêm cả lựu đạn nữa luôn nha anh em ơi. Trang bị bây giờ rất là ngon rồi. Hai thằng cuối đâu rồi? Mau mau lộ diện đi. Đây, tầm này là mình chỉ chờ trực cơ hội thấy hai thằng cuối là hạ gục chúng nó luôn. Đúng rồi người anh em, hai thằng cuối đâu. Để xem nào. Còn lại có hai đứa thôi, hóng nào anh em. Ui đây rồi. Anh em ơi, nó ở bên tay trái. Rồi ok, cơ bản là tôi có xe mà. Tôi cứ lận lờ cái đi, làm gì nhau này. Lận lờ trêu tức cho nó thôi anh em ơi. Đằng nào là bo đã thu lại rất là nhỏ rồi. Đây này. Đấy, nó lên quay bên này thôi. Vừa thấy bên này mà. Ui dồi ôi, chạy đâu mà nhanh thế nhở. Được, thật sự luôn. Không hiểu là vừa thấy bên đấy mà nó chạy đâu nhanh thật. Rồi nha, ok, không sao. Xe đang còn mới nguyên luôn nha. Cứ chạy thoải mái đi anh em. Nó bắn nổ thì mình lại xuống xe. À, đủ. Đâu rồi nhở. Ui dồi ôi, nãy lỡ chạy quá đà cái. Bây giờ là không thấy nó này. Vãi cả trưởng, hai đứa cơ mà. Không biết là có cùng team với nhau không nhở.
Hóng nào. Bên này thì không có anh em ơi. Chạy ra ngoài bom một xíu đi, không sao. Đó, vòng lại. Vô tư ấy mà. Và đây, vòng bò tiếp theo sắp thu lại rồi nhá. Nào, hai thằng quế đâu lộ diện đi. Khả năng cao mình nghĩ là hai đứa đấy cùng một team với nhau. Ui, vãi, Dũng ơi, nhảy đâu nhanh thế trong này hả? À, được luôn. Úi dồi này. Ok, 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 ngon. 7 kill rồi, thằng cuối bạn ơi. Mình vừa hạ nó rồi, chỉ có một đứa thôi. Làm gì còn thằng nào nữa đâu. Úi dồi ôi, đâu, thằng cuối đâu? Thằng cuối đâu? Bên này hả? À, nó qua phía này anh em. Chạy thẳng qua luôn bản nó nào. Rồi nha. Let's go mọi người. À, đủ tưởng vào nhà là ngon đấy hả? Tưởng vào nhà là ngon đấy hả? Ra đây em ơi. Úi dồi, cái gì đấy? Chơi trò gì đây? À, dựng kiếm một keo à? Ui, Dũng vào luôn, gắt nhở. Vào không đây? Đây, tôi chặn nó luôn này. Cho nó chết bo đi ông ơi. Lo gì? Đấy, dựng ba quả cho nó chết bo luôn. Còn tôi ra ngoài tôi đứng chơi, đúng không nào? Đây, ra ngoài canh đi. Ui, Dũng vào hẳn trong thế cơ. Ui dồi ôi. Dũng ơi là Dũng hơi ngu rồi. Trời ơi, máu thế. Xong chưa? Ok. Yên tâm, tôi ở ngoài này, tôi hạ nó phát một, ông yên tâm nhá. Đây, bây giờ đây, lựu đạn này. Trời ơi, qua đây em ơi, qua đây em ơi. Úi dồi, qua đây. Cái gì đấy? Dựng một keo cơ. Úi dồi, dựng một keo cơ. Yes. Xong. Win. Bơ nha. Và anh em ơi, các bạn nhớ like và chia sẻ và đeo giúp kẹo nha. Ăn mừng tốt một nào. Xả hết hàng lựu đạn rồi nha. Và đây, tạm lại bye bye anh em. Và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhá.